Thiên Hà TV xin chào các bạn thân mến. Trung Quốc đã thử thành công động cơ tên lửa mặt trăng mạnh gấp đôi của Mỹ. Động cơ này sẽ được sử dụng trong các sứ mệnh tương lai lên mặt trăng, sao hỏa và xa hơn thế nữa. Lực đẩy của nó mạnh hơn gấp đôi so với đối thủ là NASA. Một viện nghiên cứu vũ trụ ở Bắc Kinh đã thử nghiệm thành công một động cơ tên lửa mới mạnh gấp đôi đối thủ cạnh tranh Mỹ trong cuộc đua đưa phi hành gia lên mặt trăng. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc CASC cho biết cuộc thử nghiệm trên mặt đất đã được thực hiện thành công hoàn toàn vào ngày 5 tháng 9. Động cơ tên lửa nói trên sẽ được sử dụng để phóng tên lửa Trường Chinh chính của Trung Quốc, vốn đang được phát triển để phục vụ sứ mạng đưa các phi hành gia lên mặt trăng. Động cơ tên lửa tầng trên này có thể tạo ra một lực đẩy 25 tấn, gấp hơn 20 lần lực đẩy được tạo ra bởi RL-10. Động cơ tên lửa do Mỹ sản xuất được kỳ vọng sẽ đưa các phi hành gia Mỹ trở lại mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ. Động cơ tên lửa tầng trên được sử dụng ở độ cao lớn để tạo ra động cơ bổ sung đẩy tàu vũ trụ đến đích. CASC cho biết đây là cuộc chạy thử động cơ chu trình giãn nở kính lớn nhất thế giới, đánh dấu một bước đột phá trong việc phát triển công nghệ quan trọng cho các phương tiện phóng hạng nặng. Động cơ tên lửa chu trình giãn nở kính là một nguồn năng lượng hiệu quả nhất cho hoạt động du hành vũ trụ của con người. Động cơ này có thể biến một lượng nhỏ nhiên liệu hydro lỏng thành khí áp suất cao bằng cách sử dụng nhiệt thải. Khí dẫn động các tua bin để tăng áp suất của hydro và oxy trong các máy bơm nhiên liệu. Sau đó, khí đi vào đỉnh của buồng đốt để được sử dụng làm nhiên liệu. Chu trình giãn nở khép kín như vậy hiệu quả hơn quá trình đốt cháy trong động cơ tên lửa thông thường vì nó không đòi hỏi tên lửa mang thêm khí để cung cấp năng lượng cho các máy bơm. Mỹ đã đóng một vai trò hàng đầu trong sự phát triển của công nghệ này. Động cơ RL-10 đã đẩy tên lửa từ những năm 1960. Nga và châu Âu cũng đã phát triển động cơ tên lửa có lực đẩy tương tự hoặc lớn hơn. Theo ông Chu Baoxin, khoa học gia chính của dự án động cơ tại Viện Sức đẩy Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, việc tăng lực đẩy của động cơ chu trình giãn nở kính là rất khó. Một nhiệm vụ phức tạp đổ bộ lên mặt trăng đòi hỏi các động cơ phải bật và tắt nhiều lần. Theo nhóm nghiên cứu của ông Chu Baoxin, mỗi lần bật tắt, động cơ phải tạo ra một lượng nhiệt dư thừa và truyền sang hydro lỏng, biến nó thành khí và điều khiển bơm nhiên liệu về tốc độ, làm việc bình thường càng sớm càng tốt. Khi động cơ ở mức ga tối đa, áp suất của hydro hóa hơi có thể trở nên cực kỳ cao và khó xử lý. Động cơ càng lớn thì những vấn đề này lại càng trở nên nghiêm trọng hơn, các nhà khoa học tên lửa Trung Quốc cho biết. Họ đã tìm ra phương pháp tăng lực đẩy. Họ đã phát minh ra một bộ trao đổi nhiệt mới bao gồm nhiều thành phần. Giống như xương sườn có thể hấp thụ nhiệt từ bề mặt của buồng đốt và chuyển nó thành hydro lỏng với hiệu suất chưa từng có. Các thành phần được làm bằng công nghệ in 3D mới nhất để tạo ra một bề mặt cực kỳ mịn, có thể tăng tốc độ trao đổi nhiệt nhanh hơn nhiều so với các thành phần truyền thống. Các nhà nghiên cứu cũng sử dụng hợp kim titan mới để chế tạo máy bơm nhiên liệu chạy bằng khí đốt có thể duy trì hiệu suất cao khi làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, việc đưa các phi hành gia Trung Quốc lên mặt trăng sẽ yêu cầu 4 động cơ mới hoạt động cùng nhau. Trung Quốc và Mỹ đang trong một cuộc đua mới lên mặt trăng. Chương trình Artemis do NASA dẫn đầu có sự tham gia của khoảng 20 quốc gia thành viên nhằm mục đích đưa các phi hành gia Mỹ lên mặt trăng trong thời gian cho đến năm 2025. Để thực hiện chương trình, NASA đã chế tạo tên lửa mạnh nhất từ trước đến nay, có tên hệ thống phóng không gian. Nhưng hiện, nó vẫn đang nằm trên bệ phóng, chờ chuyến bay thử nghiệm đầu tiên bị trì hoãn nhiều lần. Trong khi đó, Trung Quốc đã hợp tác với Nga để xây dựng một trạm nghiên cứu quốc tế trên mặt trăng và đặt mục tiêu đưa một phi hành gia lên bề mặt thiên thể này trước năm 2030. Cùng với động cơ mặt trăng, Trung Quốc cũng đã xây dựng thành công lò phản ứng hạt nhân vũ trụ quy mô megawatt. Gần đây, trang web Space News của Mỹ đã báo cáo về một lò phản ứng hạt nhân được sử dụng để cung cấp năng lượng và động cơ đẩy trong không gian vũ trụ đã vượt qua bài đánh giá hiệu suất toàn diện quốc tế của Trung Quốc. Theo thông tin được công bố, lò phản ứng hạt nhân công suất lớn này do Viện Khoa học Trung Quốc thiết kế, nó có thể tạo ra 1 MW điện để cung cấp năng lượng cho động cơ đẩy tàu vũ trụ. Theo tờ South China Morning Post, dự án này được khởi động vào năm 2019 và một thiết kế nguyên mẫu đã được hoàn thành vào năm ngoái. Ý nghĩa của lò phản ứng hạt nhân không gian quy mô megawatt này là rất lớn. Nó là một trong những công nghệ cần thiết cho các hoạt động của con người trong không gian sâu, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ như xây dựng căn cứ trên sao hỏa, nếu các tên lửa, năng lượng hóa học hiện có được sử dụng.
Long March 5, phương tiện phóng hạng nặng lớn nhất của Trung Quốc, sẽ có thể phóng khoảng 6 tấn hàng hóa lên sao hỏa cùng một lúc. Điều này là do, đối với các nhiệm vụ không gian sâu, xung lực cụ thể của tên lửa quan trọng hơn lực đẩy. Xung cụ thể càng cao thì càng cần ít nhiên liệu và xung cụ thể càng thấp thì năng lượng sẽ phải tiêu tốn càng nhiều. Theo một bài báo đăng trên tạp chí Học thuật, Khoa học và Công nghệ Năng lượng Nguyên tử của Trung Quốc vào năm 2019, quốc gia này đang phát triển một hệ thống đẩy điện Hall công suất cao dựa trên nguồn điện hạt nhân 1 MW. Thông thường, động cơ hydro oxy chỉ có xung cụ thể tối đa dưới 400 giây, trong khi xung cụ thể của động cơ đẩy điện Hall công suất cao được phát triển ở Trung Quốc là gần 4.000 giây. Theo mô tả của tờ báo này, việc gửi 30 tấn hàng hóa lên sao hỏa sẽ chỉ tiêu tốn 3,9 tấn nhiên liệu, thấp hơn nhiều so với công nghệ hiện tại. Một trong những đặc điểm của lực đẩy điện là xung cụ thể lớn và lực đẩy nhỏ. Lực đẩy do công suất 1 MW tạo ra chỉ có 25-50 N. Theo tính toán của bài báo, gần 203 ngày để tàu đẩy Horn đi từ trái đất đến sao hỏa. Thời gian từ khi phóng tàu Thiên Vấn 1 của Trung Quốc đến khi đi vào quỹ đạo sao hỏa là 202 ngày, và về cơ bản, sự khác biệt về thời gian của cả hai động cơ không khác biệt nhau. Nhưng sự khác biệt về nhiên liệu là rất lớn, và khoảng cách càng xa thì sức đẩy điện càng lớn. Nếu bạn muốn khám phá những hành tinh xa hơn trong tương lai, thì động cơ điện gần như là sự lựa chọn duy nhất. Năm ngoái, Trung Quốc đã công bố một kế hoạch dài hạn cho việc khám phá quỹ đạo của sao Hải Vương bằng cách sử dụng sơ đồ đẩy này. Điện hạt nhân vũ trụ không phải là một khái niệm mới. Mỹ và Liên Xô cũ cũng đã có nhiều tìm tòi và ứng dụng vào điện hạt nhân vũ trụ, nhưng giải pháp của họ có công suất cực đại chỉ vài chục kilowatt. Theo trình độ phát triển khoa học của nhân loại hiện có, hai lộ trình kỹ thuật để cung cấp điện hạt nhân trong không gian, một là sử dụng sản xuất nhiệt điện bằng đồng vị phóng xạ và công suất nhỏ. Trên thực tế, đây chính là pin từ hàng chục đến hàng trăm watt. Các giải pháp này đã được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ. Tàu vũ trụ Thỏ Ngọc 2 của Trung Quốc và robot tự hành nó mang theo cũng được trang bị một máy phát nhiệt điện đồng vị dựa trên Plutonium-238. Và thứ hai là sử dụng nguồn điện từ lò phản ứng hạt nhân. Liên Xô cũ và Nga đã sử dụng nguồn điện từ lò phản ứng hạt nhân từ rất lâu, nhưng công suất tối đa chỉ là vài chục kilowatt. Hiện tại, Trung Quốc đang đi theo lộ trình thứ hai, chính là tạo ra những lò phản ứng hạt nhân không gian. Vào cuối năm ngoái, Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Trung Quốc đã công bố sản xuất thành công động cơ Stirling công suất lớn 300 kW và nói rằng công suất sẽ được nâng lên mức megawatt trong tương lai. Tất nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong ứng dụng thực tế của lò phản ứng hạt nhân. Ngoài không gian, chẳng hạn như làm thế nào để ngăn chặn ô nhiễm bầu khí quyển và bề mặt trái đất do nhiên liệu hạt nhân gây ra do sự cố trong quá trình phóng. Vào ngày 24 tháng 1 năm 1978, vệ tinh chạy bằng năng lượng hạt nhân Cosmos 954 của Liên Xô bị trục trặc, rơi dần vào bầu khí quyển và bốc cháy. Vào tháng 1 năm 1983, một sự cố tương tự đã xảy ra trên vệ tinh năng lượng hạt nhân Cosmos 1402 và mô đun lò phản ứng hạt nhân đã bị đốt cháy hoàn toàn khi nó quay trở lại bầu khí quyển trên Nam Đại Tây Dương. Đây là vấn đề cần phải giải quyết khi chúng ta khởi động các lò phản ứng hạt nhân vũ trụ trong tương lai. Vì so với những lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ ở Liên Xô cũ với công suất cực đại chỉ vài chục watt, thì lò phản ứng hạt nhân của 1 MW này của Trung Quốc đòi hỏi nhiều nhiên liệu hạt nhân hơn. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của công nghệ, độ tin cậy của tàu vũ trụ sẽ ngày càng lớn và xác suất tai nạn sẽ giảm xuống mức có thể chấp nhận được. Các bạn khán giả yêu quý của Thiên Hà TV ơi, chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc đạt thật nhiều hiệu quả. Thiên Hà TV hy vọng qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có thêm được nhiều hiểu biết mới về khoa học vũ trụ cũng như những thành tựu mới của nhân loại trong hành trình khám phá không gian vô tận. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video ngày hôm nay? Hãy nhanh tay chia sẻ ý kiến của bạn ở phần bình luận phía bên dưới để mọi người cùng được biết nhé. Và đừng quên like, đăng ký Thiên Hà TV và bật nút chuông thông báo để ủng hộ và đón xem những video mới nhất, hay nhất đến từ Thiên Hà TV các bạn nhé. Ban biên tập của chương trình rất mong nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp đến từ các bạn để video ngày càng hay hơn, phục vụ tất cả các khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai trên kênh Thiên Hà TV nhé.